Động vật ngọ Nakigoe Ok Nanishimasho. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau bắt chước tiếng kêu của các con vật trong tiếng Nhật nhé. Đầu tiên là con gà. Trong tiếng Nhật con gà kêu như thế nào nhỉ? Ok. Hình như sai rồi. Nhìn kỹ một chút xem. Rồi, nhưng bạn đang nói to một chút nữa xem. Rồi, trong tiếng Nhật con gà nó kêu là Kokeko. Tiếp đến là con chuột đi. Con chuột kêu như thế nào nhỉ? Bạn nào rất là giỏi đúng không ạ? Con chuột nó kêu là chiu chiu, nghe như là chúng ta hôn gió nhỉ. Tiếp đến là con mèo. Con mèo trong tiếng Nhật kêu như thế nào? Mèo. Đúng rồi, chúng mình cùng bắt chước nhé. Mèo. Tiếp đến là con quạ. Con này rất là khó. Tại sao? Bởi vì Việt Nam mình không có con quạ. Rất ít khi xuất hiện con quạ đúng không ạ? Nhưng mà Nhật Bản thì con quạ rất là phổ biến và còn có ở trong cả văn thơ của Nhật Bản nữa. Con quạ nó kêu như thế nào nhỉ? Bạn nào biết không? Ca. Đúng rồi, ca. Tiếp đến là con bò nhỉ? Con bò kêu như nào hả Mao? Mô. Con bò trong tiếng Nhật nó kêu là mô. Nghe rất là buồn cười đúng không ạ? Con bò Việt Nam mình thì nó kêu gì nhỉ? Con bò kêu Việt Nam trong tiếng Việt mình tên là nó kêu gì? Bò. Tiếp đấy là con ngựa đi nhỉ? Con ngựa nó hí như nào ấy nhỉ? Đúng rồi. Hi hin. Con ngựa nó hí như chúng ta cười đúng không? Hi hin. Con gì nữa? Con chó đi. À, con chó. Một con vật rất là quen thuộc với chúng ta phải không? Chó kêu như nào bạn nào biết không? Quack. Đúng rồi, con chó trong tiếng Nhật nó kêu rất là dễ thương, nó kêu là quack. Nó không giống như Việt Nam đúng không? Chó Việt Nam mình kêu là gù. Nghe rất là giống chó béo dê, và con chó Nhật nó kêu đúng tiếng của chó Nhật luôn, nó kêu là quack. Như vậy là hôm nay chúng mình đã cùng nhau bắt chước tiếng kêu của các con vật trong tiếng Nhật rồi đấy. Hôm nay chúng mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Xin chào.